phôi bông trang luôn nha bạn. Cây này thì đế đế nói chung nó bổ vòng vòng, nói chung ba cây hôm nay cây nào đế nó cũng đẹp lắm, bổ vòng vòng về mấy bạn phải tỉa để như cái đế này chắc phải cắt bỏ nhiều quá rồi. Cây nào đế cỡ ngón tay tay cái không, cái này bự cỡ ngón chân cái, cái hoành chỗ này trời bực, cái này nó nhảy từ một cốt ra nè bạn, có năm thân, thân này lớn nhất nè, cái thân bên đây, thân ở giữa là nhỏ nhất, đây đây. Cây này nếu mà không thích về, nếu mà không thích 5 cây á, tôi nghĩ là nên đục bỏ cái cây này luôn nè. Rồi đục bỏ cái cây này nè, chọn lại ba cây. Mới mà cắt nó bao rau rồi. Càng mà cắt nó mạnh gì chứ nó bao rau. Chọn lại ba cây cũng được cho nó trống rồi. Tại cây này lúc mà tôi mua về người ta cũng cắt mất tiêu rồi. Giờ mình đục cái này lùng lại. Cái này lùng có khúc à, khoảng 10 cm thôi. 10-12 cm. Cây này phôi lùng. Cây này về phải thúc rễ vô các bạn, là để nguyên cái bầu để giữ cái cây thôi, trang nó cũng dễ sống lắm, về xịt ra quá trời rễ nhuyễn luôn, thúc vô cũng tới đây trồng là phải sống hết rồi, thúc vô nè, thúc vô tại cái bầu này xa sau này vô chậu, mình vô chậu nhỏ là không được đâu, bầu này là chỉ bứng rồi để nguyên gửi đi thôi chứ về các bạn trồng mình ươm là thúc vô nè, sau này cái cây mình nó đẹp để nó cũng đẹp nữa. Thúc được chút xíu. Cây này cái hoành cũng lớn lắm nha bạn. Ba cây hôm nay là cái hoành cây cũng lớn không á. 20 mấy đổ lên không á. Cây này chắc mình nghĩ chắc sát gốc chắc khoảng 25 quá. 25 rồi bạn. Bự, cây mấy cây này nó bự lắm các bạn. Cốt đa, 5 thân. Nhưng mà người ta cưa hơi bị bằng bằng quá. Mình cưa so le tí xíu, này cưa giống cá ngang quá trời. Về mình chưa cưa lại, mình mới cưa có hai cây kia, cây này mình mới làm lại, mình để tại nó lùn quá mình chưa có muốn cưa, nếu cưa mình có thể là mình rút cốt này ra, mình rút cốt này ra luôn, bỏ hai cốt nhỏ giữ lại ba cốt lớn, mình lấy ba cây thôi. Còn anh em mà thích 5 cây cứ để 5 cây, uống một cái đàn dầu lên trên cũng được. Này là tím sen lá trung nha các bạn, lá nó cả ngón tay, ba cây này là giống nhau mà bầu giống nhau, lá giống nhau luôn. Nguyên cái cục này cái nó bự lắm nha mà nè, rồi đế này, cái này phải xuống đế nữa, xuống xuống đế nữa, ngoài cái đế này mà không để rễ quá trời dưới luôn á, còn như chỗ này muốn ấy bỏ luôn cũng được, không gị xuống nè, gị xuống đẹp hơn, tại dưới nó có mấy cọng rễ nhưng mà rễ nhuyễn. Trang nha bạn, một trang.